Thưa quý vị, máy đánh chữ nổi là một loại máy đặc thù dành cho người khiếm thị để viết chữ nổi. Những chiếc máy này được nhập khẩu nguyên chiếc từ nước ngoài về, Việt Nam không sản xuất được. Và ở Việt Nam thì không có bất kỳ ai được đào tạo để có thể bảo dưỡng và sửa chữa được máy đánh chữ nổi. Bên cạnh đó, số lượng người có máy đánh chữ nổi cũng không nhiều, nên việc sửa chữa những chiếc máy hỏng không mang lại nguồn thu, do đó không ai nhận sửa. Bằng tình yêu của một người ông có cháu ngoại là một bé khiếm thị, ông Lê Ngọc Hồi ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đã tự mày mò để tìm cách sửa máy đánh chữ nổi. Và điều đặc biệt là ông sửa hoàn toàn miễn phí suốt 4 năm nay. Vâng, bác sửa giúp Yến Nhi cái máy này, nó bị hỏng rồi đó ạ. Nó lại không quẩn giấy đâu. Rồi. Hỏng rồi. Rồi, cứ về đây rồi mai bác làm xong rồi bác gọi. Dạ vâng. Ngày xưa thì tôi học nghề thợ nguội ở cơ khí Trần Hưng Đạo. Qua cái thời kỳ làm thì cũng có một số kinh nghiệm về vận hành máy. Thì mình cũng cứ mạnh dạn mình tháo ra thôi. 6 cái phím này nó có 6 cái thanh lật. Khi mà một thanh lật nó lật lên thì nó sẽ dùng giống như là ta dùng cái đòn bẩy đẩy cái kim lên. Thì cái kim đấy nó sẽ đột lên một lỗ. Cái cơ chế vận hành nó là biến chuyển động tĩnh tiến thành chuyển động quay, và từ cái chuyển động quay này lại biến nó thành cái chuyển động tĩnh tiến để cho nó đẩy kim. Nắm được một số cái nguyên lý vận hành của máy thì thấy nó vướng đâu hỏng đâu thì mình sửa đấy. Cũng không có điều kiện, thành ra mua thì mua máy cũ. Thế thì nhiều khi là không tránh khỏi nó hỏng hóc mà con thì lại sử dụng hàng ngày. May quá thì lại biết được bác Hồi, bác ấy sửa. Thật sự là vậy, rất là yêu trẻ, yêu các con khiếm thị như này. Thì bác ấy mới có thể là ngồi mày mò để sửa được một cái máy như vậy. Thì thật ra này cũng rất là cảm ơn bác rất là nhiều, vì bác ấy sửa cho các con hoàn toàn không mất tiền mà rất là tận tâm. Lúc đầu thì sửa cho mình thôi. Sau đấy thì là các bạn ở trường Nguyễn Đình Chiểu, thì các bạn ấy có máy thì các bạn ấy hỏng thì các bạn ấy nhờ thì mình cũng làm. Mình sẵn sàng làm miễn phí giúp đỡ các cháu để tạo điều kiện cho các cháu có cái phương tiện học hành. Bởi vì ở Việt Nam thì không có ai sửa được, thế nên là các máy đánh chữ nổi của Trung tâm Giáo dục Đặc biệt Quốc gia này, của Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Giáo dục Hòa nhập của tỉnh Thái Nguyên, rồi thì của dự án sách giữ giác sách để sẻ chia, cũng như là của các bố mẹ mà có máy đánh chữ nổi khi mà hỏng thì cứ là chuyển hết cho bác Hồi, thế là bác ấy sẽ sửa hết. Mặc dù bác Hồi tự nhận rằng đấy là một công việc nhỏ, thế nhưng mà đối với những người mà đang sử dụng máy đánh chữ nổi ở Việt Nam mà có được một người mà có thể sửa được máy đánh chữ nổi, đấy là một điều cực kỳ là đáng quý và ý nghĩa. Cái chống trường em chỉ có tiếng mẹ. Đúng rồi. Con yêu ông ạ. Rồi, ông yêu Yến Nhi.